chuyện ở quán quán ba tôi biết rồi nghe nói lúc giản tranh đánh chu ngọc phong cháu còn giúp giản tranh nữa à vậy là giữa giản tranh và chu ngọc phong cháu binh giản tranh đúng vậy cháu thật sự có giúp ai bảo anh ta trốn nhanh quá làm gì giản tranh đánh không chúng nên cháu mới xông lên can ngăn cháu ôm anh ta để giản tranh đánh đúng là tuy chu ngọc phong là anh trai cháu nhưng cháu với giản tranh cũng là lớn lên cùng nhau từ nhỏ giản tranh là người thế nào cháu rất rõ là anh ta có lỗi với cậu ấy nguy rồi chú ước gần đây bị giản tranh làm phiền rồi bắt đầu hỏi tội ngay cả tôi là người giúp đỡ cũng phải chịu vạ lây. Đang suy nghĩ lung tung thì nghe thấy chú út lên tiếng. Ừ, chú có một chiếc xe thể thao rất hợp với cháu. Tặng cho cháu, tới 7 giờ nhớ về nhà cũ. Cậu ta còn chưa kịp nói. Điện thoại đã cúp. Chú út bị cái gì thế? Sao tự nhiên lại tặng đồ cho tôi? Sao biết tôi thích xe thể thao? Thôi kệ, xe thể thao chú út tặng chắc chắn là phiên bản giới hạn. Chắc chắn là tôi không kiếm được. Không lấy thì phí. Chu Đình Yến tặng quà cho Chu Lục, tự nhiên có tính toán của riêng mình. Nhóc con đó có quan hệ tốt với Giản Tranh. Từ giờ trở đi, tôi phải biến thằng nhóc đó thành người của mình. Tôi là trưởng bối, Giản Tranh gả cho tôi cũng thành trưởng bối. Đôi khi nói năng phải chú ý thân phận, không được chửi bậy. Nhưng Chu Lục thì có thể. Chu Ngọc Phong, tưởng Nhã Vi, nhưng đứa con cưng hư hỏng của nhà họ Chu, Chu Lục là ngang hàng với bọn họ. Ai bắt nạt Giản Tranh, Chu Lục có thể mắng lại thay Giản Tranh, đánh nhau cũng không sao. Tối 7 giờ, nhà cũ họ Chu. Chu Ngọc Phong vừa dắt tưởng Nhã Vi vào. Mặt trái của tưởng Nhã Vi bị tát một cái. Người đánh cô ta là mẹ của Chu Ngọc Phong, Tào Anh. Hồ Ly Tinh. Tôi còn chưa tìm cô đâu. Cô lại dám tự mình tìm đến cửa. Tưởng Nhã Vi là tai mắt của Tào Anh. Chỉ cần giản tranh liên lạc hoặc tìm Chu Ngọc Phong. Tưởng Nhã Vi sẽ báo cáo cho bà ta. Bà ta sẽ tìm cớ gọi Chu Ngọc Phong đi. Sau đó bà ta cũng không ngăn cản tình cảm của Tưởng Nhã Vi dành cho Chu Ngọc Phong. Thậm chí sau khi giản tranh hủy hôn với Chu Ngọc Phong. Bà ta bắt đầu qua cầu rút ván. Bà ta muốn Tưởng Nhã Vi từ chức. Đưa cho cô ta một khoản tiền, để cô ta rời xa Chu Ngọc Phong." Tưởng Nhã Vi ngoài mặt đồng ý, nhưng thực chất đang đợi Chu Đình Yến thực hiện lời hứa. "Gì? Gì nghe cháu giải thích đã." "Cô giải thích cái gì? Lúc trước cô hứa với tôi thế nào? Cô nói cô sẽ rời xa Ngọc Phong, cô nói tôi cứ yên tâm, cô để tôi yên tâm kiểu này sao?" Ban đầu tưởng Nhã Vi nói sẽ rời sang Ngọc Phong Bà ta đã tin cô ta Nhưng Chu Đình Yến gọi điện cho bà ta Nói tưởng Nhã Vi đã đặt cả váy cưới rồi Bà ta mới biết mình bị lừa Chu Ngọc Phong không ngờ Mẹ mình vốn tao nhà, đoan trang Lại ra tay trước mặt nhiều người như vậy Thấy mẹ làm mặt tưởng Nhã Vi chảy sức hết Anh ta vội vàng nắm lấy cánh tay mẹ Tao anh càng thêm tức giận Con còn dám bênh nó Tao anh lại lao vào tưởng Nhã Vi Trong lúc hỗn loạn Ông cụ chu gó gậy xuống sàn ba cái Còn đồ nào nữa thì cút hết ra ngoài cho tao Bên này vừa im lặng chu đình yến bước vào cùng đi vào còn có bố của chu ngọc phong chú bách xuyên chu bách xuyên nhìn tàu anh rồi nhìn bộ dạng thảm hại của con trai và tưởng nhã vi liền đoán ra chuyện gì vừa xảy ra nhưng không nói gì chu đình yến lại hỏi một câu chuyện gì thế này anh ấy dẫn bổ nhí đến dì hai không thích con dâu này lao vào đánh người anh phong che chắn cho bổ nhí nên bị thương chu lục chú ý cách dùng từ của cậu tôi có nói sai đâu lúc anh chưa hủy hôn với giản tranh anh đã lăng nhăng với con họ tưởng này rồi nó không phải bầu nhí thì là gì hồ ly mày nói thêm câu nữa xem tin tao đánh mày không cho đánh nó làm gì nó có nói sai đâu sao dám làm mà không dám nhận chu ngọc phong mỉm môi nhịn không nói gì chu đình yến quay lại chủ đề hôm nay chị hai đã ấn định ngày cưới rồi ấn định ngày cưới gì chuyện đâu còn có đó đó là giản tranh nói bậy là tôi nói với cô ấy đấy ngọc phong đã nói với tôi chuyện này vậy cũng là lỗi của giản tranh ai bảo nó nói ra làm gì nó chính là tai họa chu lục lúc đó cháu có mặt ở đó giản tranh sai sao không cậu ta kể lại đầu đôi mọi chuyện hôm đó dù sao thì giản tranh bôi nhọ danh dự của ngọc phong trước mặt mọi người chính là không đúng nếu không phải tại nó thì chuyện đã không thành ra như vậy nó thật độc ác chị hai đừng có giả tạo nữa chị ghét giản tranh như vậy lúc nào cũng hạ thấp cô ấy xúc phạm cô ấy chẳng phải là vì cô ấy đã cứu tôi sao ông cụ thích anh hai nhất nếu năm đó tôi chết kim tù chính là của anh hai Chị hận giản tranh vì nó vô tình cản đường các người. Nhưng chị đừng quên, dù không có tôi, các người cũng không tranh được với anh cả. Anh cả giỏi giang, mưu mô. Anh ấy còn sống thì các người chẳng được gì cả. Căn phòng im lặng như tờ. Tất cả mọi người đều biết, tao anh ghét giản tranh là vì lý do này. Nhưng chưa bao giờ có ai dám nói thẳng ra. Đáng sợ hơn là chưa dừng lại ở đó. Chị hai, anh cả đâu? Bao nhiêu năm nay, mọi người đều nhớ. Nhớ anh cả. Vì ông ấy đã chết. Chu Đình Yến đã trải qua một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc. Giản Tranh chính là người đã cứu cậu ta trong vụ tai nạn đó. Cậu ta điều tra ra vụ tai nạn có liên quan đến anh cả, liên phong tỏa tài sản để trả thù, nhổ tận gốc tất cả tài sản cá nhân của anh cả. Trận đứng đường lui của anh cả ở Kim Tú. Sau đó anh cả thật sự chết, uống thuốc ngủ quá liều. Cảnh sát cũng vào cuộc. Tất cả bằng chứng đều cho thấy Chu Đình Yến không liên quan. Tào Anh cũng không ngờ. Chu Đình Yến lại trực tiếp xé rách mặt. Bà ta hoảng sợ. Theo bản năng nhìn chú Bách Xuyên cầu cứu. Chú Bách Xuyên cúi đầu không nhìn bà ta. Cũng không nói gì. Tao anh nghiến răng nghiến lợi Cuối cùng chỉ có thể nhìn ông cụ Bố, ông cụ im lặng hồi lâu Mới ngẩng đầu nhìn chu Đình Yến Đình Yến, nói đi Con muốn làm gì Con muốn làm gì ư Con muốn chị hai bớt gây chuyện Chị hai, bây giờ mọi người đều biết rồi Ngọc Phong và Tưởng Nhã Vi muốn kết hôn Chị không đồng ý thì giải quyết thế nào Tao anh bị cậu ta dọa đến há hốc mồm hồi lâu Không nói nên lời Anh hai ký anh thế nào Anh luôn ủng hộ hôn nhân tự do Đã là người Ngọc Phong thích anh tôn trọng nó nói xong liền bỏ đi tao anh tức đến run người ý kiến của bố thế nào ta già rồi còn tự lo liệu đi nói xong cũng bỏ đi chị hai tao anh hung hăng véo đuổi dãy ruộng ngọc phong và tưởng nhã vi không hợp nhau bọn họ chị hai tại sao tôi phải lãng phí nhiều thời gian như vậy để xử lý chuyện nhà các người vì những chuyện vớ vẩn của các người mà làm nhà họ chú mất mặt làm tôi mất mặt bây giờ tôi sẵn sàng dành thời gian xử lý là nề mặt anh hai Tưởng Nhã Vi có thể thu phục được Ngọc Phong. Chị chắc chắn cũng tốn không ít công sức nhỉ. Hôm nay ra nông nỗi này hoàn toàn là do chị. Chị hai, suy nghĩ cho kỹ đi. Hay chị muốn tôi đưa Ngọc Phong ra nước ngoài? Nếu chị nghĩ như vậy cũng được. Nó đi rồi sẽ không còn nhiều chuyện nữa. Nhà cũng yên tĩnh. Tao anh du lên. Nhẫn nhịn hết lần này đến lần Cuối khác. Cuối cùng nghiến răng. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý cho bọn họ kết hôn.